Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Vạn Vật sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy mực cũng như là hướng dẫn cách vận hành của máy in Avox GX4 250. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy mực trước nha. Đây, đầu tiên để lắp giấy mực các bạn mở cái bên hông máy lên, mở lắp máy lên đó. Rồi tiếp theo, đây là cuộn giấy test của mình, cuộn giấy mẫu mình gạt cần gạt xuống, màu cam xuống, để sát vào bên trong, các bạn lưu ý để sát vào bên trong. Sau đó là đẩy cái cần gạt màu cam này sát với giấy, mục đích là để cho cố định giấy lại, không để có bị chảy. Rồi thứ hai, các bạn thấy là cái màu cam này nha. Hoặc nếu các bạn có thể quên, các bạn có thể nhìn không biết làm, các bạn có thể nhìn theo cái hướng dẫn ở đây, nó có cái đường máy. Rồi tiếp theo là các bạn mở cái cần gạt màu cam này ra, rồi luồn theo mình nhá. Đó, luồn qua giữa cái khe này. Đây các bạn chú ý nhá, luồn qua giữa cái hai thân này. Còn với là luồn qua giữa cái cảm biến màu đen này, đây có con cảm biến đây. Cảm biến này, các bạn luồn qua giữa. Rồi, kéo sát vào trong. Này, sát vào bên trong. Rồi tiếp theo là các bạn đẩy cái cần gạt màu cam này vừa sát. Các bạn chú ý là để vừa sát với khổ giấy đây, là có thể vừa sát với giấy, rồi sau đó đóng lại. Mục đích cái này là để cho giấy nó không bị chảy ra chảy vào, làm lật content, làm cho chất lượng content của mình nó không được đẹp, bị lệch. Rồi vậy là mình đã lắp xong giấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mực. Thì như các bạn thấy là ở đây có hai trục, một là trục mực và trục thu. Trục thu thì nó luôn luôn nằm ngoài, còn trục mực là nằm phía sau. Thì đầu tiên mình gắn cái lõi thu vô. Mục đích gắn lõi thu này là lúc mà các bạn in xong hết mực, các bạn có thể lôi trục thu và bỏ luôn. Ở đây là quần mực. Thì trước khi lắp mực các bạn phải phân biệt được là mặt nào mặt mực và mặt nào mặt không mực. Thường mặt mực nó nằm ở phía bên ngoài, các bạn có thể nhìn thấy mặt nhám nhám lên mặt mực. Còn mặt bóng này là mặt không có mực. Thì mặt mực nó sẽ áp xuống mặt giấy, nên thành ra mình sẽ để xuống, để theo chiều này. Các bạn lưu ý nhé, mặt ngoài là mặt mực thì mặt mực sẽ áp xuống mặt giấy như thế này. Mình sẽ để theo chiều này. Đó, mình cũng làm tương tự là đó, đẩy cái trục của giấy vô. Nếu mà nó cứng quá thì các bạn có thể xem ở đây nó có cái điều chỉnh để mình chỉnh cho nó nhỏ hơn để dễ đẩy vào, hoặc là nó vẫn hơi còn cứng. Đây có số nhá, mình chỉnh nó nhỏ thôi, chỉnh nó đó, mình chỉnh cho nó nhỏ thôi để dễ bỏ vào. Rồi tiếp theo các bạn luồn qua cái cụm đầu in đây, luồn qua cụm đầu in. Các bạn lưu ý luồn qua cụm đầu in nhưng nó nằm ở phía trên cái thân cảm biến màu đen này nhá. Đây, tiếp theo là luồn phía dưới này. Tới đây các bạn có thể lấy một cái băng keo, các bạn dán nhẹ lên, hoặc có thể giữ tay rồi cuốn vào vài lớp là nó sẽ cố định lại được. Nó mình cuốn cỡ vài lớp thì cố định lại được, hoặc là các bạn có thể lấy băng keo nhấn lên. Rồi sau đó là bấm đôi xuống. Thì mình vừa hướng dẫn các bạn là lắp xong giấy mực, như vậy là các bạn có thể cắm điện và sử dụng được máy. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp giấy mực của máy Avox GX4 250. Thì nếu các bạn trong quá trình làm có thắc mắc hoặc là không thể thực hiện được, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Vạn Vật để bên công ty có thể giúp đỡ hỗ trợ thêm cho các bạn. Xin cảm ơn.